Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Top Mid Lau Chan của mình nha. Thì sau vài tháng ập thì bây giờ mình đã combat lại. Và như tiêu đề của video đó chính là mình sẽ test bộ trang bị của The Line. Như các bạn đã thấy thì vụ drama gần đây thì Master Norell đã chê đồ của The Line. Và nhiều TikToker đã lên tiếng về cái vấn đề này. Vậy thì điều đó có đúng hay không thì xin mời các bạn hãy cùng theo dõi video này để xem là build đồ của The Line nó có đúng như thật sự là những gì Master Norell đã nói hay không nhé. Ở trận đấu này thì mình leo danh và mình đi đơn. Hiện tại thì mình đang ở danh cao thủ 25 sao. Với cái mức danh như thế này thì chúng ta vẫn có thể trải nghiệm và có thể cảm nhận được cái bộ trang bị này nó có thật sự là mạnh hay không. Trước tiên muốn biết được một bộ trang bị mà nó có thật sự là mạnh hay không thì đầu tiên là ta phải đi phân tích được xem là nó có điểm gì nổi trội ở bộ trang bị này. Thì đầu tiên The Line lên cho mình đó chính là cái giải thuật sĩ. Thì cái giải thuật sĩ như các bạn đã biết nó được thêm là 15% giảm hồi chiêu, thì chúng ta sẽ không nhắc đến nữa. Tiếp theo ở bộ trang bị này đó chính là món đồ thứ hai là dây chuyền lục bảo. Thì dây chuyền lục bảo này nó sẽ được 160 công phép, 15% giảm hồi chiêu và 25% hồi năng lượng. Như thế thì đầu game chúng ta đã có tầm 30% giảm hồi chiêu từ cái giải thuật sĩ và cái dây chuyền lục bảo này, cộng với 10% từ cái bộ ngọc của chúng ta nữa là chúng ta đã được là 40% giảm hồi chiêu. Vậy là chúng ta đã mắc hồi chiêu ngay từ đầu game. Tuy nhiên thì ở trong món đồ này, mặc dù mắc 40% giảm hồi chiêu từ đầu game nhưng chúng ta vẫn chưa có một món đồ thủ. Tiếp theo ở slot thứ 3 đó chính là băng nhẫn. Thì cái băng nhẫn này các bạn sẽ được cộng thêm 140 công phép, 10% giảm hồi chiêu và 600 máu tối đa. Ở slot thứ 4 đó chính là giày kiên cường. Thì cái build này là build 2 giày cho nên là giày thứ nhất đó chính là để chúng ta có được sớm nhất là 15% giảm hồi chiêu đầu game. Còn cái giày kiên cường thứ hai là chúng ta sẽ được nhận cái kháng hiệu ứng. Cụ thể đó chính là chúng ta sẽ được cộng thêm 90 giáp phép, 35% kháng hiệu ứng. Đây là nội tại duy nhất. Như vậy là chúng ta sẽ được giảm thời gian chịu các loại khống chế từ khống chế cứng cho đến khống chế vừa phải của các tướng. Tiếp theo ở slot thứ tư đó chính là cái mặt nạ. Thì cái mặt nạ Berit này chúng ta cũng sẽ được cộng thêm 140 công phép, 10% giảm hồi chiêu và 600 máu tối đa. Thế là đâu đó chúng ta sẽ được khoảng tầm 280 công phép và 1200 máu tối đa. Đây là một cái lượng công phép không phải là quá nhiều nhưng đó là công phép tương đối. Còn cái lượng máu tối đa thì ngay ở tầm đầu đến giữa game chúng ta đã được đâu đó khoảng tầm 1200 máu tối đa. Đó chính là cái lợi của cái build đồ này, đó là vừa có một cái lượng đam tương đối và vừa có một cái lượng máu tối đa đủ để cho chúng ta có thể quẩy trong giao tranh. Tức là cái build đồ này nó sẽ thiên về sự chống chịu trong giao tranh chứ không phải là cái đồ dạng kiểu sốc đam khi có cái vương miệng he kết như lần trước mà chúng ta đã lên đấy. Tiếp theo ở slot cuối cùng đó chính là cái nham thuẫn. Như các bạn có thể nhìn trên màn hình đây thì cái nham thuẫn này sẽ được cộng 240 giáp và 1200 máu tối đa. Thế là đâu đó chúng ta sẽ được khoảng 2400 giáp. À không, 2400 máu tối đa và cái lượng giáp cũng rất là nhiều. Nếu thế thì cái đồ này nhìn tổng thể thì chúng ta có thể suy ra được rằng là cái đồ này nó lượng đam của nó cũng không có nhiều nhưng mà nó cũng là một cái lượng đam tương đối ổn để chúng ta có thể quẩy trong giao tranh. Đồ này nó thiên về kiểu dạng như là trụ lâu trong giao tranh thay vì là chúng ta lên cái vương miệng hết kết như lần trước. Sau khi mà các bạn lên full cái build đồ này rồi thì chúng ta có thể bán cái giày thuật sĩ và thay vào một cái build khác, đó chính là build thủ, chẳng hạn như là cái giáp hồi sinh chẳng hạn. Hoặc là nếu chúng ta cảm thấy đam nó còn yếu, còn đuối quá thì chúng ta có thể lên cái triệu hỗn mang hoặc là cái gươm hiền chiết. Nó sẽ giúp cho chúng ta có thêm cái lượng đam để chúng ta có thể bay trong giao tranh.
Trận này thì mình đã được MVP và mình đã là người gây sát thương nhiều nhất team. Như vậy chúng ta có thể thấy đồ của The Knight đã chia sẻ nó cũng không đến nỗi là phải chê, đúng không ạ? Đấy là theo cá nhân của mình cảm nhận và thấy được điều đó, và mình cũng đã chơi và test thử cho mọi người đây. Đó, đam vẫn đủ để có thể ao nhây được crack xem bạn, đúng không ạ? Thật ra thì cái build đồ này cũng không phải là nó là hoàn hảo trong mắt của mọi người, bởi vì mỗi người đều có một cái cảm nhận riêng của mình về cái build đồ mà người khác chia sẻ, và họ có quyền được nhận xét. Nói vậy cũng không có nghĩa là ai là người đúng, ai là người sai trong cái drama này, bởi vì mỗi chúng ta làm ra cái video kiểu dạng như về game, về giải trí, với mục đích là chúng ta truyền đến cái cảm hứng và niềm vui cho mọi người, chứ không phải vì những cái chuyện nhỏ nhặt như thế mà có thể gây ra drama. Nhưng ai là người sai thì ai là người đã châm ngòi cho cái drama này thì họ cũng cần phải hiểu ra được rằng, và cũng phải biết xin lỗi đến người khác, chứ không vì thế mà có tiếp tục tranh cãi cho cộng đồng mạng như vậy. Ở clip sau mình sẽ cho mọi người xem build đồ mà mình hay sử dụng cho vị tướng Laurel này, mà hai mùa gần đây mình chơi và mình cũng cảm thấy leo danh rất là ổn và leo top cũng vậy. Không khuyến khích mọi người lên theo build đồ của mình, tùy theo cảm nhận mỗi người thôi. Mọi người thích thì có thể lên. Fan này mình ấn sớm chiêu cuối quá cho nên là không tiếp cận được AD tem nó. Các bạn nên nhớ rằng là mình không được phép ra khỏi vòng nhé. Đồ của tương lai mình để góc trái màn hình nhé, các bạn có thể tham khảo. Và trận này mình lên theo tuần tự đúng như đồ mà mình sắp xếp để dưới đấy ạ. Phần còn lại của video mình sẽ không nói nữa, và các bạn có thể theo dõi tiếp video cho đến hết trận đấu này. Và không quên nhấn một like và đăng ký kênh ủng hộ mình nhé.